Tôi buồn quá. Sao buồn? Mới vô tự nhiên khóc lóc than thở là sao? Ngày Valentine vừa rồi tôi mới chia tay con bồ tao, tao biết làm sao. Đâu phải mình mày, tao cũng vậy mà. Mày vụ gì kể nghe chơi. Không biết có ai giúp được tao không? Có tao. Hứa nha. Hứa rồi. Chờ chứ hứa đi chứ đừng nói mình thấy tao hiền mà liều tao nha. Ok, một lần và mãi mãi. Anh hứa là anh là. Thực sự thì cái lý do này cũng là tế nhiệt thôi. Nhưng mà tao không biết làm sao để chia tay nó kìa. Không biết thì mày hỏi tao, tao chỉ, mà cứ không biết làm sao là sao. Tại vì con bồ của tao rất là vô duyên. Nhưng cái level vô duyên cỡ nào? Sự việc đó là mình tỉnh đi. Tội nghiệp anh ơi. Em coi tụi bay coi phim làm gì ghê vậy? Em xin lỗi. Mày dù vui lắm. Hôm nay là ngày Valentine. Chị thương anh. Chị thương ghê. Chị thương ghê. Thì anh có một phần lời thì mình thật sự anh đi mua chô cô la nha. Mua chô cô la thương anh nhất luôn á. Em ơi, dạ anh nói câu này nha. Mình với nhau đã 3 năm rồi mà chưa có bao giờ tụi mình được. Mày thấy không, đâu phải mình thành kiến đâu. Nhưng mà như vậy thì làm sao mà quen được. Mày thấy không nghĩa. Đây, đây nè, em hết lại cảnh rồi ha. Tính lớn sân sang MC vô, hả? Có duyên vậy đó. Vô đi mẹ chú, mẹ sao sao. Đó, mày thấy không, nó như vậy thì làm sao mà tao quen được. Chia sẻ. Nhưng mà chia tay nó thì tao sợ nó buồn. Chia sẻ. Nhưng mà làm sao đây mày? Làm sao? Chia tay nó đi. Thì chia tay, biết chia tay rồi làm sao? Chúng ta làm sao người ta đừng có buồn. Đó, chúng ta có rất nhiều cách để chia tay bạn gái, nhất là bạn gái level vô duyên cao như bồ mày. Đó, làm sao? Mày chỉ tao đi. Bước đầu tiên. Thôi biết rồi, cười phải không? Vậy phải không? Bỏ đi. Tính khóc vậy, không được nở nữa phải không? Đau buồn quá, đau khổ quá phải không? Bỏ luôn đi. Biết nghe rồi. Trời đất ơi, ôi sao nó buồn quá, xúc động quá. Em thấy em có chia sẻ gì mà anh được không? Nín, anh biết rồi, em cũng đau khổ giống anh phải không? Cảnh thì vui quá. Vui duyên quá. Anh thấy anh... Em sao bỏ vô đi, trễ quá vậy. Con gương mày chỉ có thế thôi. Hay ta. Anh mày mà không thấy sao được. Tao sẽ áp dụng cách của mày. Phải gì đó. Anh còn nhiều chiêu lắm để muốn chỉ chứ. Hay quá anh tài quá anh ơi. Mà cái level của con gương em, anh còn có ok được à. Anh còn take care được. Ừ. Nhưng level của con gương anh bố tại. Sao vậy? Nó cao hơn anh. Nó sao vậy? Nó làm sao mà tức là anh không giữ cái điều vậy? Nói em thì coi. Chuyện là như vậy. Nó em à, hôm nay là Valentine nè, ngày lễ tình nhân á, anh có món quà anh tặng cho em á, em nhận nha, anh biết em sẽ vui mà, cái này em thích nè, thấy chưa, bất ngờ đúng không, anh biết mà. Anh nào mua được 5 ớt gọi cho tôi nhé. Trời. Thấy con gương đó chưa? Nó. Ủa sao mày có vậy? Trời ơi, có ai mà 5 mét không ai mà không có. Ai gương mày làm quá. Cách giải quyết vấn đề tao thì mày nó đơn giản vô cùng. Cho tao đi. Xin lỗi mày, hai chữ đơn giản thôi. Để tao. Em, thực sự hôm nay anh gặp em
anh đã chia sẻ một vấn đề mà anh suy nghĩ mấy bữa nay rồi, không biết có nên nói với em không. Thực sự anh nghe phone cho em hả? Cái vấn đề đó là trời ơi, anh mua cho em điểm hả? Không phải, anh mua cho anh. Alo, em hả? Mai mình coi phim nha. Hả? Con bồ anh hả? Mới chia tay. Hồi nào hả? Ngay bây giờ. Tao thấy cái cách giải quyết của mày nó hơi bị tuyệt tình và nó vô duyên quá. Thì dạng nào thì mình giải quyết cách đó thôi, nhưng quan trọng là hiệu quả phải không các bạn? Em trả điện thoại anh em ơi. Nó mượn mày làm cái ghê. Quên mày, mượn làm gì vậy? Thì ra là đồ mượn thôi cưng à. Đó mày thấy không, những cuộc tình không như mong đợi thì rút luôn em đẹp thôi chứ chờ gì nữa. Không, cắt đi. Biết, nói mới biết, không nói sao biết. Mà nói giờ nói cũng buồn lắm. Mà hôm nay giờ lon gì hoài sao? Không, tham gia hội của tao đi. Hội gì ba? Hội của gấu mặt xì. Lý mặt sầu. Vậy đi. Mà giờ hội của tao mày sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Tại sao? Đa tình tự cổ không như hận. Sứ hận miên miên vô tiệt. Là mặt giờ ơi má. Lý mặt sầu của chúng tao là hỏi thế gian tình là gì? Còn nghe quen mà không nhớ. Cái bà cầm cây đu đủ quơ đó. Cầm cái bông đu đủ có quơ phải không? Nhưng mà cái này gọi là phất trần à. Khổ mày quá đi. Cái số kiến thức cơ bản mà mày không có. Tao thờ tao biết mày. Chuẩn bị thờ đi. À, sắp thờ. Ừ. Người ta thường nói tình yêu thì không có lỗi, chỉ những người yêu nhau làm cho tình yêu trở nên tội lỗi thôi. Các bạn thấy không? Trong tình yêu thì có rất nhiều trường hợp, nhiều con người đa dạng. Mục đích của chúng ta làm cái clip này để làm gì? Để cho các anh em FA rút ra được những cái kinh nghiệm để chúng ta tiến đến một cái tình yêu nó thật là hoàn hảo, một tình yêu xuất phát từ con tim chân thật của mình. Chính xác, hy vọng qua clip này có thể giúp được anh em một phần nào đó trong cuộc sống, có thể rút lui được một cách êm đẹp khi ra tình yêu không muốn như các bạn. Tập 2 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nó thờ linh vật nó quên tập 1 chưa xong. Quên tập 1 của tụi mình đến đây là kết thúc rồi, thì hy vọng cái clip này có thể giúp được các bạn một phần nào đó trong cuộc sống. Bye! Cùng với Phong Phê Phới, Nghiến Ngồn Ngột sẽ trở lại với bạn trong phần 2. Các bạn hãy đón tập 2 nhé, rất là thú vị đấy nha. Bye bye! Bye bye! Một ơi, anh nói em rồi, mình không còn hợp nhau được. Chia tay đi! Anh cứ nghe hợp mà.